Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Ông Trùm tổ chức đánh bạc qua live stream Liên minh huyền thoại. Đăng Mạnh Cường cùng các đồng phạm lập kênh youtube phát trực tiếp game Liên minh huyền thoại rồi kêu gọi người xem vào đặt cược đánh bạc. Ngày 8 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố Đặng Mạnh Cường, 27 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cùng 11 bị can khác về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo Công an thành phố Hà Nội, cuối tháng 11 năm 2018, Đặng Mạnh Cường lập kênh YouTube có nội dung chia sẻ các video chơi game để kiếm tiền hoạt động quảng cáo và người chơi ủng hộ. Trong quá trình vận hành kênh, nhiều người xem đề nghị Cường tổ chức cá cược trong các phiên live và Cường đồng ý. Khoảng giữa tháng 5, Đặng Mạnh Cường bàn với Trần Đức Toàn 28 tuổi, Nguyễn Duy Thiện 28 tuổi tổ chức cá cược trên kênh YouTube của mình. Qua đó cường phát trực tiếp video bình luận về các game thủ nổi tiếng trên thế giới chơi trò chơi liên minh huyền thoại và kêu gọi người xem tham gia đặt cược cho thứ hạng chung cuộc của các game thủ này. Tại phần bình luận, cường đăng tải đường link hướng dẫn người chơi đặt cược để tham gia con bạc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp. Sau khi kết thúc trận đấu, căn cứ kết quả thứ hạng thi đấu của game thủ, nếu thắng, con bạc nhận về 1,85 lần số tiền đã đặt cược, người thua sẽ mất toàn bộ số tiền đã cược. Thông thường một ngày, Cường livestream stream 2 lần. Theo Công an thành phố Hà Nội, Nguyễn Duy Thiện được giao làm thư ký, có nhiệm vụ cập nhật thông tin, thống kê các con bạc tham gia đặt cược. Kết thúc mỗi trận đấu, Thiện tính toán số tiền các con bạc thắng cược và cùng đồng bọn chuyển tiền thưởng cho con bạc thắng cược. Thiện giữ lại 15% tổng số tiền con bạc thắng cược để ăn chia. Nhằm che giấu dòng tiền hưởng lợi từ hành vi tổ chức đánh bạc, Cường Thiện và Toàn đã cấu kết với Nguyễn Trọng Tụng, 28 tuổi, Hoàng Mạnh Hải, 24 tuổi và một số đối tượng khác để sử dụng các tài khoản ngân hàng nhận và chuyển tiền thắng bạc. Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định từ ngày 14 tháng 5 đến nay, tổng số tiền các đối tượng chuyển vào rút ra để tham gia đánh bạc là khoảng 70 tỷ đồng với khoảng 65.000 giao dịch đặt cược cá độ của khoảng 1.000 10 con bạc. Số tiền các đối tượng hưởng lợi lên đến hàng tỷ đồng Ngày 25 tháng 9, cơ quan chức năng triển khai đồng loạt 9 tổ công tác tổ chức khám xét nhà của đảng Mạnh Cường và 11 đối tượng, trong đó 7 đối tượng ở Hà Nội, 3 đối tượng tại Đồng Nai, 1 đối tượng tại Bình Phước, thu giữ 5 máy tính, 11 điện thoại và nhiều tài liệu khác có liên quan. Nữ sinh lớp 10 đâm bạn cùng lớp do mâu thuẫn nói xấu nhau. Mâu thuẫn nói xấu nhau trong quá trình học tập, nữ sinh lớp 10 của trường cao đẳng nghề Vĩnh Phúc đã dùng dao đâm trọng thương bạn cùng lớp. Ngày 8 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật vụ cố ý gây thương tích giữa hai học sinh của trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc. Theo điều tra, nữ sinh M trú tại huyện Tam Dương và T trú tại huyện Tam Đảo, cùng 15 tuổi, học sinh lớp 10 của trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nói xấu nhau trong quá trình học tập. Đến khoảng 15 giờ ngày 7 tháng 7, nữ sinh M dùng dao bầu đâm trọng thương nữ sinh T phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Yên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai người liên quan, cùng với đó đưa nữ sinh mờ về trụ sở công an để làm rõ. Giả danh công an săn mồi qua ứng dụng hẹn hò. Công an quận Long Biên, Hà Nội tạm giữ đối tượng Phạm Văn Dũng, sinh năm 1981, trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 2 tháng 10, công an phường Đức Giang tiếp nhận đơn trình báo của chị M, sinh năm 1974, trú tại Gia Lâm, Hà Nội về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng. Theo đơn trình báo, chị M có quen biết người đàn ông qua ứng dụng hẹn hò, nhiều lần gặp gỡ, đối tượng tự giới thiệu là Nguyễn Hà Sơn, cán bộ công an. Khi tạo được sự tin tưởng với chị M, đối tượng đã lừa chị chuyển 100 triệu đồng. Sau đó đối tượng lại tiếp tục hẹn đến nhà để dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị M nên tổ công tác công an phường Đức Giang đã bắt giữ đối tượng đang nhận 30 triệu đồng của chị M. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên thật là Phạm Văn Dũng, nghề nghiệp tự do. Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Dũng lên ứng dụng hẹn hò và quen biết với chị M. Thế chị M nhẹ dạ cả tin nên đối tượng đã tự nhận mình là cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị M. Hiện công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.